biệt ngày hôm nay. Chúng con chúc bà có một mùa Giáng sinh an lành, an bình, nhiều sức khỏe và nhiều ơn Chúa, cũng như là một năm mới sắp tới nhiều niềm vui và nhiều thành nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng con rất là nhiều cái chương trình cho các em, nhưng mà mỗi năm thì chúng con lại có một cái chương trình mà bà dành riêng cho chúng con. Đó vừa là niềm vui của tụi con, mà cũng là điều cho tụi con thấy cái sự chăm sóc của bà. Chúng con xin được cảm ơn. Chúng con xin được cùng chào tay. Nói đi. Đây là sinh thái của anh Loan. Thiết kế, ý tưởng. Nói đi, lớn nó đi. Phải học. Anh Duy xin con thay mặt em chúc cô Giáng sinh lời an bình và năm mới Academy Group. Và chờ lâu đời hồng ân của Thiên Chúa. Và thay mặt đi nha. Đây là tấm thiệp cả nhà tặng bà. Chúc bà Giáng sinh vui vẻ và luôn mạnh khỏe. Ai nữa? Nhân dịp Giáng sinh, cháu cũng thay mặt cho cả nhà tặng bà món quà Giáng sinh này. Và chúc bà luôn mạnh khỏe. Rồi. Mình chúc lại là chúc cho con rất nhiều niềm vui là điều tốt nhất. Điều thứ hai là thành công trong học tập. Thì đi học mà, cho nên thành công trong học tập. Thứ ba là năm mới thì các con sức khỏe, bình an và tiền tài. Hát chưa? Kém luôn. Hát chưa? Còn ai chúc nữa? Dạ, với cô ăn cái gì? À, quên. Năm nay là năm đầu tiên con đón Noel ở gia đình bà. Và con cũng là lần đầu tiên ăn ở Noel ở trong này. Nên là con chúc bà một mùa Giáng sinh và năm mới vui vẻ và mạnh khỏe. Và đầy ơn Chúa. Cảm ơn. Đặc biệt tức là Noel, tại vì nhà bà luôn luôn có cái truyền thống là trong cái ngày đó là bấm một cái nồng. Vật chất thì không nói gì, cái chuyện đó là vui thôi. Nhưng mà cái chính là xem cái lời Chúa sẽ nói với mình cái gì. Tại vì con là bên Phật giáo cho nên là con không hiểu. Nhưng mà mỗi em sẽ bấm được một cái nồng xem Chú nói mình điều gì. Thì lát nữa con cũng sẽ tham gia cái đấy. Thì con cứ tưởng tượng Chúa là một ơn trên của con thôi. Thế tại bên Phật thì mình cứ nói tụi con là ơn trên. Thế thì riêng đặc biệt con rất là đặc biệt. Rất là trong nhà bà bây giờ nhé. Mọi người phải chúc một lời chúc. Nói cái này